không bao giờ bỏ cuộc. Sự gì đến sẽ đến. Hãy tin tưởng trái tim vào Đấng Chúa Trời. Ôi tâm tư của tôi, cuộc đời đầy thách thức có thể trở nên khó khăn đôi lúc. Nhưng hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời luôn đồng hành bên bạn, mang đến sự dẫn dắt, sức mạnh và sự an ủi. Kinh Thánh cung cấp cho bạn một nguồn kiến thức và câu chuyện đầy cảm hứng. Hãy suy ngẫm về câu chuyện của Giuse, người đã trải qua sự phản bội từ anh em mình, chịu cả nô lệ và tù tội. Nhưng qua tất cả, anh đã giữ vững đức tin vào Đức Chúa Trời. Cuối cùng, anh ta đã lên một vị trí quan trọng ở Ai Cập và khắc phục được mối quan hệ với gia đình. Giuse tuyên bố, ông tổ ông muốn làm ác giường tôi, nhưng Đức Chúa Trời muốn dùng điều đó để làm điều tốt đẹp, cứu rỗi nhiều sinh mạng. Điều này cho thấy, dù trong những tình huống tối tăm nhất, kế hoạch của Đức Chúa Trời có thể mang lại sự cứu rỗi và những phúc lành. Câu chuyện về cuộc hành trình của người Do Thái xuyên qua hoang mạc là một ví dụ mạnh mẽ khác. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, Đức Chúa Trời đã cung cấp cho họ những gì cần thiết. Như đã viết trong Đệ Nhị Luật, hãy mạnh mẽ và dũng cảm. Đừng sợ hãi hay kinh hoàng vì điều đó, vì Chúa Đức Chúa Trời đi cùng bạn, Ngài sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Giống như việc Đức Chúa Trời đã dẫn dắt người Do Thái, Ngài đang dẫn dắt bạn thông qua những khoảnh khắc gian nan. Hãy suy nghĩ về đức tin của người phụ nữ gặp chứng bất tử trong Mác. Cô đã chịu đựng trong 12 năm, nhưng tin rằng chỉ cần chạm vào áo Chúa Giê-xu, cô sẽ được chữa lành. Đức tin của cô làm cô trọn vẹn. Nó dạy cho chúng ta rằng đức tin vững chãi, ngay cả khi đối mặt với những thử thách lâu dài, có thể dẫn đến những bước đột phá kỳ diệu. Cuối cùng, hãy suy ngẫm Thi Thiên, người công chính kêu cầu và Chúa nghe sự kêu cầu của họ. Ngài cứu họ khỏi mọi khó khăn, Chúa gần với những người tan vỡ lòng và cứu rỗi những người bị gục ngã tinh thần. Hãy biết rằng trong những thời điểm khó khăn, Đức Chúa Trời gần bên và Ngài nghe tiếng kêu của bạn. Câu chuyện và câu kinh này sẽ nhắc bạn rằng tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời luôn ở cùng bạn, hướng dẫn bạn qua những thử thách của cuộc sống và dẫn bạn đến các phúc lành của Ngài. Amen. Nhấn Amen trong phần bình luận và hãy like và chia sẻ thông điệp này nếu bạn thật sự tin vào Đức Chúa Trời.